cái người đó đi bộ đội mà mất tích cái trong này đó, không biết là năm nào, là tính ra thì cũng phải là ta nói là cái người đó đi khoảng chết khoảng 70 năm về trước. Là nói đúng ra là cái thời kỳ cái độ trước đó, là đi trên Campuchia đó. Rồi chết mới trôi, mà bây giờ xác không biết là ở đâu. Trôi là thường thường là tấp ở dưới cái mé sông Dầm Nao mình không hả bác Tư? Đâu có, nó trôi nó tấp theo bến mình nè. Chính ở nhà tôi mà tôi cũng đẩy ra nữa nè. Vậy đó hả? Dạ. Ở đây đế chạy rồi, rồi có khi tấp vô rồi đó ai biết. Vậy là cái xác đó là bác Tư phát hiện ha? Không phải, xác đó là xác cát. Còn cái ông này là ông tấp ở đây là hồi nào mình không biết. Cái ý tôi nói là xác cũng chê trâu á, là có hoài á. Dạ. Bảo rồi, nó dự xác ăn nằm dự mà sao mà dưới 3 mét rồi. Rồi á, là cách đây 25 á, ông ngoại á, ngoài Hà Nội á, là ở trong cái bộ người ta nói bây giờ cái người đó á, bây giờ đi tác chiến ở trong này mà chết như vậy là không biết ở đâu. Rồi có cái cô đó ngoại á, là cũng như cái người đó người ta á, có người nhập vô linh thiêng gì đó mới đại diện vô đi xe. Thì bữa đó tôi cũng ở đây ngồi nghe cái nhìn lại lại cổ nói tới đây rồi. Rồi ở chợ em đi xuống là hút rồi đó, tôi cũng chạy hút vậy. Là cổ nói không phải, cũng cái thằng nhân hỏi dọc đường ha, cổ nói không phải ha. Là cổ mới quay xe lại quay xe đó, cái xe tới đó thì thấy rồi, thấy rồi. Ở ngoài Hà Nội mà biết vô tới trong này luôn. Rồi ở đây mình ngồi ở đây là uống cà phê nhiều người cũng chân hỉnh. Rồi coi sao. Cụ nhào xuống dưới ngay cái chỗ đó dưới cái bãi. Cụ nằm ở dưới rồi ở đây nè. Cụ xuống đó chỉ cái điểm người đó nằm đó. Bà nằm xuống đó tại đó luôn. Rồi nghe là sao mà bắt đầu cho người ở đây, người ta thí dụ có người ở đây mình bình thường có len này kia đó. Xuống dưới bây giờ đào chỗ đó vậy, rồi cổ mới lấy môi đó rồi nằm đây lấy cái như là cái còn cái cốt cái xác gì vậy, cái cốt cái hình của người đó vậy thôi. Đem vô bỏ vô cái hũ cái gì cái đầu. Rồi cái đi vào vậy thôi, cái kia xương mất tiêu rồi đâu còn nữa. Là chứng thật là có rõ ràng ở đây, là bây giờ thấy rõ ràng thôi. Chứ không phải là mình nói thêm nó bớt gì. Còn ngoài ra cái gì nữa là không hiểu. Thì người ta nói rồi thì thôi đi về thôi. Là cái khu vực mình ở đây là cũng là sông Dầm Nao, nhưng mà sông Dầm Nao mà nói là đi về hướng về Châu Đốc. Châu Đốc đổ về đây. Đổ về đây. Bác Tư, là cái khu này là cái thời điểm nào mới có nhiều xác chết cho ha bác Tư? Mùa khô cũng có, nhưng mà hồi năm cách đây là năm 64 65. Sáu bốn trăm lăm đã chảnh đổ xuống. Năm đó vậy là quá lâu rồi. Thì bởi vì nó lâu lắm rồi, trước mà Hòa Bình, trước Hòa Bình chế độ cũ. Những cái cây ở đây thì cái cây cây này là tôi biết đó, mấy người kia nói là khoảng trên trăm năm rồi đó. Cây này là trên trăm năm rồi hả bác Tư? Cây da. Cây này quá to luôn nè. Vậy là mình dập xác chết đó là mình đẩy đi chứ mình không có báo công này kia lại ha bác Tư. Hồi xưa đó, cây này là bác Tư chia sẻ là trên trên 100 năm. Nhà nước người ta hồi xưa chứ đâu có để ngoài sông mà trâu thúi hô gì. Còn mình bổ phận mình đưa ra thôi, cái để đó là gì. Chứ dưới là ngay nhà tôi cũng tấp vô hoài đó. Nghe nói hay ớn lạnh ha. Đâu có gì đâu, hồi xưa ơi, vô khi tới bữa cơm sáng nó còn trâu ăn cơm không được. Vậy là lúc đó là bác Tư bao nhiêu tuổi mà bác Tư dám đùa cái xác ra ngoài? Cả 13-14 tuổi à. Trời ơi, 7-7 thôi chứ sao sống, có gì đâu. Hồi đó bình thường thôi à. Đưa đã. Như hồi đó là thường thường mình gặp thường hoài là mình không có sợ hả bác Tư? Không có sợ đâu bảo ơi. Tại vì nó trâu hoài, ba bốn bữa là trâu ra xác, hai xác. Cái này tôi lên đây là tôi dưới bến đò một đổi ngay chân chỗ cây xăng ở dưới bến sông đó. Ở dưới có cây xăng đó.
Là mình ở cái khu này là hồi xưa tới giờ luôn hả? Hồi xưa tới giờ. Dạ. Có cái chuyện đó đó là hôm nay đó. Có cái ông đó mà ông ấy chết rồi vô đây, bà cháu người đó báo vô đây đó là gì thôi đó. Dạ. Cái quan hồn người ta nó mắc bảo cái người đó vô kiếm quá chứ đây. Dạ. Thì cái đó tôi cũng nghĩ vậy thôi. Chứ biết sao bà đó mới biết được. Chứ... Mà chiếc xe từ ngoài đảo mà chạy hoài là ý đó. Cái bên cái nhà nước mà nói hỏi bây giờ muốn đi tìm là đâu đâu cổ nói để tìm thì dắt của ngồi trên xe chạy qua hỏi chưa tới mà tới An Giang này cũng nói chưa tới đi chạy mà chạy tới đây mà hút tôi ngồi đây biết á là nó hút cách đây không có cái cát bên này ngồi trên xe lại vậy chưa tới cô hút rồi đảo xe lại tới đây đảo vòng những đó ngay đó tới đó nhìn xe dừng lại ở đây mình uống cà phê mình suy nghĩ mình không biết cái vụ gì đó. Tự nhiên cái ghé xuống đó cái đi xuống cái bãi đó nằm đó là tới rồi người ta bu lại thì đây người ta kinh hưởng đâu biết cái gì không ai hiểu vụ gì đâu biết chuyện gì một hồi rồi mới biết ra là vụ gì là cái xác chết nằm đó rồi ông ngoại mới nói là ông già của cái người đó cán bộ đó hồi xưa ông đi tập kết trên miên này rồi bị là chết đầu xuống sông đó được trâu tắt ở đây nó đúng là đế sợ không mà đâu ai biết cái bãi nó ra cái chậu biết là bây giờ là đã vô cái bể là chưa ra cho khoảng nửa công đất à, như vậy là bác Tư cũng nói là ý nghĩa là cái người chết đó là đã đi bộ đội ở Campuchia rồi là chết trôi dưới sông nhưng mà cái quan hồn của người ta về kêu cái người thân của người ta cái xác của ta trôi tắt vậy đó tiêu tan ở đây vậy đó ở đâu vậy đó tới ngoài Hà Nội ngoài kêu vô tới trong này luôn mấy người ông ngoại vô mới nói vậy đó mà là ông ngoài Hà Nội mới biết dạ quá là linh thiêng đâu biết rồi cái này là của nhà nước luôn chứ đâu phải là ai tìm nhà nước ta đi là ta có mà bên mấy ông mà cán bộ đó ta có cái là dạ cũng như là ông này ông làm bên nhà nước luôn ha chú đã đi mà bộ đội mưa đi tìm thân nhân hải cốt thân nhân đó dạ mất tích đó thấy cũng linh thiêng chỗ nào không có thấy mà nó cho dạt những cái cây này cũng mình vẫn có cái điểm nhắn đó. Đúng rồi cái gì không biết cái đó là tôi nói là hiện đại luôn đó. Có chính xác 100% đã tôi ngồi như mấy cậu đây nè dạ câu chuyện buổi sáng có thật gì cũng hơi chưa chút sớm hơn ngày chút là tự nhiên có xe rồi dạ. Chứ không phải mà tôi nói trước là có cái nhà này không hả chú ơi có mà cái nhà đó là chưa có cắt lại dạ. Nó hơi nhỏ chứ chưa có cái hiệu cắt của thằng con cái xác nó tấp mấy chân chỗ hai cái cây nè rất là lớn luôn chỗ cái chân cái chỗ hàng nhỏ hết á mình gầm quay lại cái cây để cho mọi người xem nhé đây là bác Tư có chia sẻ là đây là hai cái cây da thì có cái tuổi đời là trên hàng trăm tuổi rồi cả nhà cây da rất là lớn luôn thì theo dọc theo tuyến quốc lộ 91 là có hai cái cây rất là thiêng luôn cây này có trên hàng trăm năm mà nằm cặp mé sông thì có câu chuyện rất là linh thiêng ở khu vực này